Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình tới Houston, Texas. Houston bên này là nhà má chồng ở bên này. Hôm nay là ngày 24 tháng 12, Christmas Eve. Đây, mình ra vườn đằng sau cho mọi người coi. Bên này nắng quá chói mắt quá không thấy được. Vườn ở đằng sau nè. Nhà má nè, chồng nè, bưởi nè. Bây giờ mình flip cái phim, flip cái camera qua rồi quay cho mọi người coi cái vườn này nha. Đây đây là cây bưởi ha. Bưởi này là bưởi Biên Hòa đây, nhiều chưa, trái to lắm đó. Bưởi nè, đã chưa đó, cây bưởi nè, trồng mười mấy năm rồi mới ra trái đó. Còn đây vườn rau, rau gì đây không biết, hồi đó bên này trồng mướp với trồng bầu bí mà bây giờ mùa đông nó chết hết rồi, không còn gì hết. Để coi bên này có cái gì ha. Cái bưởi nè. Coi cái này là cái gì đây. À cái này là mồng tơi. Mồng tơi rồi bây giờ có hột. Chờ cho hột nó khô rồi mình giữ làm hột giống. Đấy. Bên này là cải nè. Cải nhỏ nhỏ bé bé đang ra. Mùa đông rồi trồng cải thì ăn với bánh xèo. Đó. Đấy. Cái gì nữa đây? Cây bưởi nè, to ghê không? Đó. Đã ha. Còn bên này cây gì đây? Cây gì đây mình không biết. À cái này là hoa lài đó. Nhưng mà chưa có ra hoa. Còn bên này là đậu gì đấy không biết, cây này cây gì nữa đấy, coi còn gì nữa không biết, cái gì luôn. Cỏ nhìn cũng đẹp ghê, mình tưởng rau gì mà không phải. Còn đây là cây đu đủ nè, đó đu đủ đây, có thêm một cây đu đủ ở đây nữa đó, không biết chừng nào mới ra trái nữa. Bên này là lá lốt với lại bồ ngót. Đấy, bồ ngót nè. Đó, còn lá lốt quá chừng. Mùa hè nó lên nhiều lắm. Mà bây giờ mùa đông nó chết lá vàng hết rồi. Nhiều không? Đó, nhiều chưa? Đây là bùi sả. Khi nào nó bốn mùa Huế thì ra, lấy sả vô nấu. Đây, đây này cây rô đay nè, cây rô đay mà đang chờ cho hột nó khô, mồng tơi nó leo lên rau, cây rô đay. Rồi vậy thôi, bên này vườn rau nho nhỏ đằng sau nhà chỉ có vậy thôi. Lần sau nếu có dịp mình sẽ quay lại quay tiếp cho mọi người coi ha. Bye.